thì chúng ta sẽ cùng đến với quận 11 để gặp cô Bích Thủy. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1972, 45 tuổi, có chồng và hai con, hiện đang làm việc tại trường mầm non quận 11. Chào chị Thủy, bây giờ chị giới thiệu về mình một tí xíu nha. Tại đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non 4, dạ, quận 11. Con gái lớn thì không biết ăn mặc nhiều, mà đứa nhỏ thì nó biết ăn mặc. Đứa nhỏ nó đi đăng ký tự tin để đẹp cho mẹ nó. Bé nhỏ thì biết cách ăn mặc đó, thì tại sao không tư vấn cho mẹ luôn mà lại phải đăng ký cho mẹ tham gia vào tự tin để đẹp? Tại bé nhỏ, nó còn nhỏ, dạ, ăn mặc hơi trẻ trung nên chưa tư vấn cho mình được. Tự bản thân của chị á, thì chị thấy là mình còn thiếu sót ở những cái điểm nào mà lại muốn thay đổi ạ? Ví dụ đi chơi không biết trang điểm, không biết cách nào làm cho mình giống như khác hơn. Dạ. Đi chơi thì chỉ mặc có những cái đầm, biết như vậy, mặc như vậy thôi. Còn chưa biết mặc thế nào để đẹp. Đi làm thì mình mặc như thế này hả chị Thủy? Dạ, cái này đồng phục ở trường, 5 ngày là 5 màu. Với cái ngoại hình hiện tại của chị Thủy thì em thấy cũng là khá ổn rồi, cũng gọn gàng. Nhiều khi phụ nữ của chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Tại vì mình cao có 1m50 à. Thấy người không có cân đối lắm. Những lúc mình đi dự tiệc, nhiều khi có mặc những cái đầm xòe hoặc là suông thường thôi. Không biết là mặc như vậy, có nhiều người nói mặc như vậy thì cũng không hay. Đi ăn tiệc mặc như vậy không hay lắm, cũng không đẹp lắm. Dạ, là em thấy chị là có làm chân mày rồi đó. Dạ, làm cách đây hồi 20 tháng 11 á, là cũng dịp lễ thầy cô giáo nên làm luôn. Tại vì các cô ở đây cũng có tư vấn là nói là chân mày lợt mà không biết vẽ chân mày. Nên bây giờ làm đi, tại vì mỗi lần vẽ vậy mấy tiếng đồng hồ mới vẽ được cặp chân mày. Mình cũng cần phải thay đổi một tí xíu để cho nó tự tin hơn. Rồi bây giờ là chỉ cần là về trang phục rồi này kia nữa là xong đúng không? Nhà thì ông xã có bao giờ mà gọi là góp ý về cái phong cách của vợ không? Dạ có. Có khi đi đám tiệc đi cùng với ông xã, ông xã nói sao mặc cái này sao thấy không đẹp mấy. Nhưng mà tại vì không biết cách làm sao cho phù hợp với ở xóm nữa. Ở xóm cũng nói trời ơi, ăn mặc sơ sến xúa quá à. Khi mà chị đăng ký rồi thì chị có hỏi ý kiến mọi người trong gia đình của mình không? Dạ có chứ. Là nói là nên đi đặng cho hiểu biết nhiều hơn. Đặng với mình thấy quá trời người làm luôn. Ở nhà sao mà ăn mặc xấu quá à. Lên tự tin tự đẹp, tự nhiên cái đẹp hẳn lên nên cũng thích. Dạ. Chị Phương, bà xin giới thiệu với chị Phương, đây là chị Bích Thủy, là nhân vật của Tự Tin Để Đẹp hôm nay. Thì chị Thủy cũng giống như các chị khác thôi, lúc nào cũng ăn mặc đơn giản như thế này, nên nó là nhờ vào chị Phương để giúp cho chị ấy có được những cái bộ đồ mà gọi là phù hợp. Vóc dáng của chị thì nhỏ nhắn rất là dễ thương, nói chung là trẻ trung. Cho em hỏi là giờ chị muốn thay đổi phong cách để chị đi đâu? Nhiều khi chị muốn đi tiệc, đi đám cưới hoặc đi chơi, nhưng mà chị Bơ chưa biết chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với đứa tuổi, với tướng hoặc là dáng của mình. Dạ. Nên nhờ tới em. Dạ. Vậy trước tiên thì em cũng chọn cho chị những cái trang phục mà chị tránh khi mà chị đi mua những cái sản phẩm như vậy ha. Dạ. Em nghĩ là những cái phong quần này nó sẽ không hợp với chị đâu ha. Dạ. Tại vì nó có độ thụng và nó có độ bèo nữa, mà thân hình của chị nó rất là nhỏ nhắn á, nên chị không có thể kết hợp được những cái quần này với những chẳng hạn giống như là những cái form áo này nè. Em nghĩ là nó cũng sẽ không hợp, như là tay nó dài quá, nó quá dài so với mình nè, rồi cái độ dài này nó cũng dài quá và nó cũng rộng nữa, và đó làm cho chị nó hai cái nó kết hợp vô nó sẽ không đẹp. Tuyệt đối là khi chị đi mua những sản phẩm, chị đừng nên chọn những sản phẩm như thế này. Dạ. Thì bây giờ em sẽ chọn cho chị một cái sản phẩm để cho chị đi tiệc ha. Đây. Chị da trắng mà thì em nghĩ là màu nào cũng hợp với chị luôn á chị. Cái này thì nó tạo cái vóc dáng cho chị nè. Thứ nhất là hai bên cái này nó cũng tạo cho mình là có một cái điểm nhấn ở phần trên, cho nó vai nó to chút xíu, tại chị đã nhỏ con rồi. Rồi thứ hai nữa là cái màu sắc, thì chị đừng tránh những cái màu sắc như là tối sậm quá thì nó làm cho chị sẽ nhỏ đi. Thì chị bận những cái màu sắc cho nó sáng lên tí xíu thì nhìn nó rực rỡ với cái dáng chị hơn. Còn cái phần này nó cũng đã tạo eo cho chị nè. Điểm cái độ dài của nó cũng độ dài nó cũng vừa phải,
và cái tay nó cũng dài vừa phải, và nó có một cái điểm nhấn là cái sợi dây này, nó sẽ làm cho chị trẻ trung và đẹp hơn. Em tin rằng cái sản phẩm này nó sẽ hợp với chị. Nói chung thấy cái bộ này cũng đẹp, cũng vừa ý. Em nghĩ là với một chiếc đầm mà nó vừa sang trọng nhưng mà nó cũng vừa rất là nhẹ nhàng, họa tiết như thế này thì em nghĩ nó cũng đang rất là mốt trong năm nay, đúng không chị? Và chỉ cần là phối với một đôi giày cao nữa thôi thì em nghĩ là chị sẽ hoàn hảo. Và cảm ơn chị Phương. Dạ, em chào chị Thủy. Hôm nay em có một nhiệm vụ giúp chị là thay đổi cái mái tóc này trông đẹp hơn và phù hợp hơn với cái công việc hiện tại của mình. Em được biết là chị là một giáo viên mầm non đúng không? Em rất thích cái màu tóc và cái form tóc hiện tại nhưng nó hơi cũ. Hôm nay em sẽ làm cho nó mới lại bằng cách là làm cho nó trông bồng bềnh hơn, đúng với độ tuổi của mình nhưng mà nó vẫn trẻ và vẫn đẹp. Dạ, em chào chị Thủy ạ. Em tên là Phương ạ. Làn da chị cũng đẹp sẵn rồi. Bây giờ em sẽ nâng lên một tông màu da của chị. Nhấn vào phần mắt, môi nhạt thôi, môi nhẹ nhàng tươi sáng cho chị. Các bạn thân mến, trước khi gặp được ngoại hình mới của chị Bích Thủy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với con gái của chị ấy, Kim Châu. Châu năm nay học lớp mấy rồi? Dạ lớp 10. Đi học xong rồi vừa là về dạ. Qua đây luôn. Ủa sao ba không đón em qua đây? Dạ chị em đón. Là hôm nay ba bận, ba không đến đây được hả? Dạ. Rất là tiếc vì ba không có được gọi là cơ hội gặp được mẹ sau khi mà tham gia vào chương trình Từ Trẻ Đến Đẹp. Thì bình thường ở nhà thì em thấy ngoại hình này cũng như là cái cách ăn mặc của mẹ mình thì như thế nào? Mẹ em mặc đơn giản chị. Mặc đồ ở nhà thì chỉ mặc đồ bổ nhà, rồi lên trường thì mặc đồ đi làm. Bây giờ em mong muốn là mẹ sẽ được thay đổi như thế nào? Dạ đẹp với lạ hơn bình thường. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hình ảnh mới của mẹ Bích Thủy nha. Xin mời chị Bích Thủy. Lại một cặp mẹ con lại mắc cỡ bẽn lẽn khi mà Châu thấy người hình mới của mẹ như thế nào? Dạ lạ hơn. Thường mẹ không mặc giống mấy bộ giống vậy. Còn chị Thủy, chị thấy ngoại hình mới của mình ấy là như thế nào? Hôm nay thì thấy đẹp lạ lẫm, tại vì phía sau hồi đó giờ chứ không có từng trang điểm, không có từng được làm tóc đẹp như vậy. Mặc vậy vừa đẹp vừa lịch sự mà vừa thấy sang trọng nữa. Lúc mà tháo gương, tháo màn ra thấy rất là bất ngờ. Đẹp hẳn ra, phải tự tin. Tự cảm giác thấy tự tin hơn. Thấy số 1. Được sự tư vấn và thay đổi của các chuyên gia, chị Bích Thủy đã có một ngoại hình mới. Mái tóc được tạo kiểu xoăn nhẹ, bồng bềnh, cắt tỉa giúp tóc nhìn dày hơn nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng và mềm mại. Phối hợp với bộ đầm đỏ thanh lịch và hợp mốt, cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn thêm làn da trắng và nét dịu dàng của chị. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Chị Thủy, hãy nghe lời khuyên của ảnh dành cho chị nha. Với cái form tóc này rất là dễ chăm sóc, chỉ cần một vài động tác làm bằng tay thì chắc chắn là chị sẽ có một form tóc đẹp như ý chị muốn luôn. Đơn giản như vậy thôi. Hôm nay chị cũng cảm ơn em đã tạo cho chị được một mái tóc thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Đây là phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân, phiếu quà tặng trị giá 1.150.000 đồng. Thì chương trình xin được gửi tặng đến chị và chúc chị là trong cuộc sống lúc này cũng hạnh phúc, công việc thì thuận lợi và được học trò càng ngày càng yêu mình hơn chị nha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chị Bích Thủy, nhân vật của Tự Tin Để Đẹp tuần này, đã rất hài lòng với ngoại hình mới này của mình. Còn quý vị và các bạn thì như thế nào ạ? Nếu cũng muốn xinh đẹp, muốn lạ hơn và sang trọng như thế này thì chỉ cần đăng ký thông qua Facebook của Tự Tin Để Đẹp hoặc xem lại những số mà chúng tôi đã phát sóng thì chỉ cần truy cập vào kênh YouTube HTV Entertainment hoặc MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại.